Đô, xin chào các bạn nha các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món dưới biển nha các bạn. Clip rồi mình làm cái món trên rừng nha các bạn. Hôm nay mình làm cái món dưới biển nha các bạn. Lòng cá ngừ đại dương xào chua nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ làm nha các bạn. Đây các bạn ơi, thì cá ngừ đại dương thì làm sạch ra là các bạn, lòng nói nha bạn, lòng của cá ngừ đại dương nha các bạn. Đây các bạn thấy không, các bạn lấy gì các bạn luộc sơ đi, luộc sơ làm cái ruột cho nó sạch nha các bạn. Đây, cái này món này làm được rất là nhiều loại nha các bạn, bóp gỏi cũng ngon mà xào chua cũng ngon, xào với cải chua cũng ngon, rồi xào với sa tế cũng ngon nha các bạn. Nói chung là món này là rất là ngon. Bữa nay hôm nay mình sẽ làm một cái món lòng cá ngừ đại dương xào lá giang nha các bạn. Thì mình cũng rất đơn giản thôi nha các bạn. Nếu các bạn ăn cay thì cũng bỏ miếng sa tế vô các bạn. Sa tế các bạn biết bỏ chi không? Sa tế là mình bỏ cho nó có màu, có tí xíu màu với cho nó có vị cay các bạn. Rồi, rắc vô một tí nước mắm nha các bạn. Lúc trước thì mình là các bạn cái món thịt sóc nha các bạn, món đó là ở rừng nha các bạn. Còn bây giờ thì mình sẽ làm cái món ở biển nha các bạn. Đây, bây giờ mình làm cái món ở biển này, bỏ tí hạt nêm nha các bạn. Thì các bạn thấy xong xào chua thì các bạn nên bỏ tí đường. Tí đường này mà nó gặp với lá giang chua các bạn, nó sẽ dịu lại nha các bạn. Rồi cho tí nước mắm vô nha các bạn. Rồi trộn lên các bạn, trộn lên cho đều lên. Cái này to á, nãy mình cắt còn. Đấy các bạn. Cái lòng nó về nha các bạn. Lòng lớn nha các bạn. Này là cá này khoảng từ 100 kg rồi nha các bạn. Cái cá người lòng này là khoảng từ 100 kg các bạn. Miếng bự như nè các bạn. Mà các bạn mà cái này cái món này các bạn bóp gỏi các bạn luộc lên vậy nè. Các bạn cắt nhỏ ra, nhỏ như nè rồi ở như nè các bạn. Rồi các bạn bóp gỏi ăn là rất là ok nha các bạn. Rồi món này ở vùng biển thì rất là nhiều, nhưng mà vùng đồi núi thì không có nha các bạn. Nó rất hiếm. Còn cái clip trước mình làm cái món thịt sóc á thì biển này tương đối thôi các bạn, chứ còn miền sông nước thì cũng ít nha các bạn, không có đâu. Trộn lên các bạn, để trộn lên để cho gia vị thấm cho đều tí xíu mà. Đó, mình trộn lên để vòng 5 phút đồng hồ là mình làm được rồi. Mình làm các bạn để cho nó thấm gia vị nha các bạn. Thơm quá các bạn. Đây, tô mình ướp xong rồi các bạn. Mình xắt miếng dừa vào nha các bạn. Lát mình ăn mình kẹp với lá giang là ok luôn các bạn. Rồi các bạn, giờ để mình bật cái chảo dầu lên nha các bạn. Bật chảo cho nóng lên nha các bạn. Nóng lên rồi các bạn chế dầu vô nha. Nóng lên các bạn chế dầu vô rồi thử tỏi ớt nha các bạn. Thử tỏi với hành nha các bạn.
Đây các bạn, hành với tỏi với củ hành với tỏi nè bạn, bằm nhuyễn ra bỏ vô rồi cho nó thơm lên nha bạn, nó dậy mùi cho nó thơm lên, ăn nó dài. Còn đây thì rau niêm các bạn, thì có chỗ mình đi kêu cái này là rau cổ các bạn, còn mình dùng mình kêu cái này là rau ôm với ngò gai nha các bạn. Thì cái này cũng như là niêm như vị canh chua nha các bạn. Rồi bây giờ là mình đổ thịt vô được, đổ cái lòng này vô được các bạn, vàng tỏi được này mình đổ vô các bạn. Đây mình đảo lên các bạn, đảo lên cho nó căng các bạn, bốc mùi quá thơm luôn các bạn ơi. Mình ở đây mình cũng sẵn mình nói luôn nha các bạn, mình rất chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và xem video của mình nha các bạn. Đề xuất con đường để ủng hộ Ba Lộc Bình TV nha các bạn. Để các bạn, đây lá giang nha các bạn, lá giang các bạn giòn sơ ra nha các bạn, bóp sơ ra cho nó dễ thấm, nó dễ thấm vị chua nha các bạn, nó dễ lát bỏ ra nó dễ thấm vị gia vị rồi vô nha các bạn. Bớt nhẹ các bạn, đây, rồi mình để một lát nó săn rồi mình đã đổ vô các bạn. Thì các bạn biết sao, bạn cá cái ruột cá này các bạn là mình đã luộc chín rồi, yêu cầu chỉ nó là nó săn nó thấm gia vị vô thôi nha các bạn, là được rồi nha các bạn. Cái cá này thì nó mình làm các bạn, mình luộc trước. Mình luộc trước cho nó tẩy bớt chất nhờn ra, chất nhớt của nó ra. Với nó đã chín hết rồi, mình chỉ ướp gia vị vô và mình xào cho nó săn gia vị. Cho thấm gia vị vô không nghe các bạn. Rồi các bạn ơi, nãy giờ mình xào các bạn cũng săn lên nha các bạn. Đây. Đấy, săn lên các bạn. Cái này theo mình nó thì mình không đổ nước đâu nha các bạn. Đổ nước nó sẽ dở nha các bạn. Rồi mình bỏ lá giang vô các bạn ơi.
Đây, giờ mình xào lá giang cho nó xèo xuống nha bạn, cho nó chín lá giang đi, để cho nó thấm vị chua vô trong cái bao tử cá nha các bạn. Bạn cứ xào liên tục nha bạn, xào liên tục để chi, để cho nó đừng có cháy nha các bạn, chứ cho nó chín nó vàng, cho nó thấm vô trong cái gì chua vô trong cái bao tử cá nha các bạn. Rồi để mình bỏ rau lim vô các bạn. Thì rau lim nãy các bạn ớt được vô nha các bạn. Ớt được vô rồi. Rồi các bạn, món này xong nha các bạn. Đổ ra dĩa luôn các bạn ơi. Thơm bát ngát luôn các bạn ơi. Món này là nhậu rượu đế trời mưa dầm là ok nha các bạn. Rồi, ok, đã hoàn thành món bao tử cá ngừ xào chua nha các bạn. Rồi, ok các bạn. Quá hấp dẫn luôn các bạn ơi. Bốc khói nha các bạn. Đây nha các bạn, món đặc sản nha các bạn. Món này là món đặc sản vùng biển nha các bạn. Món này là món đặc sản của rừng núi nha các bạn. Đấy. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Vô. Chào bạn nha. Giờ nhà tới là lên bàn này nha các bạn. Mời các bạn nhậu cùng anh em nha các bạn. Để các bạn để mình thưởng thức miếng lòng cá ngừ đại dương này nha các bạn. Rất ngon các bạn, chấm mặn vô các bạn ơi. Sau trước nha các bạn. Quá đã các bạn. Ngon quá các bạn, ăn mình nhai vô các bạn có vị giòn của bao tử cá các bạn, có vị lá giang nữa các bạn, có vị lá giang nữa chua ngọt rất ngon nha các bạn.